lại nói: Trung Nhạc lưu lại trong thánh địa Hoa Tư Thị thêm mấy ngày nữa. Những ngày này, Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi đối với hắn đều là tránh né không chịu gặp mặt. Trung Nhạc không biết phải làm sao, chỉ đành lúng ta lúng túng từ giã thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương nửa cười nửa không nhìn hắn, rồi nhàn nhạt nói: Lãnh tụ Phục Khí Thí lặn xuống hồ là muốn ăn ba ba hay sao? Trung Nhạc thẹn thùng nói: Trong hồ quả thật là có ba ba thành tinh, đã ăn ba cái rồi, cũng trúng một trận loạn đá. Thần hậu nương nương cười khanh khách nói: Đám thanh niên trẻ tuổi các ngươi đúng là rất thú vị. Ngươi đi đi, cẩn thận một chút, đừng có chứ gì đã chết rồi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Trung Nhạc không người cáo từ. Thời điểm hắn sắp sửa rời khỏi Thánh Sơn, ba nữ tử Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà và Hoa Thiến Mân dẫn theo nữ hy xuất hiện trên đường phía trước. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, tiến về phía các nàng. Sư ca, cẩn thận. Khâu Cấm Nhi rụt rè ôn nhu nói: Tương lai sau khi tu luyện thành công, ta sẽ đi giúp sư ca một tay. Quân Tư Tà cao mày há miệng chần chừ một chút, cuối cùng cũng nói: Sư đệ, hết sức phải cẩn thận, tính mạng làm trọng. Trung Nhạc gật đầu. Hoa Thiên Mân ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Ngày hôm qua ta đã lén đi vào bảo khố tìm kiếm một vòng, bên trong quả thật là có minh ước thượng cổ. Trên minh ước có ghi lại họ tên của các đời tiên hiền, là các đời Phục Khí và các đời Nữ Hoa. Tên của ta cũng đã ghi lên trên đó rồi, bất quá không có tên của Dịch Tiên Sinh, chỉ có một Phục Khí tên là Trung Nhạc. Tương lai ta hơn phân nửa sẽ gả cho gã Trung Nhạc này. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thành thân đâu. Trung Nhạc. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời tối sầm. Không biết bộ dáng của gã Phục Khí tên Trung Nhạc này như thế nào đây. Cặp mắt của Hoa Thiến Mân khẽ lim dim, ngữ khí ước cao nói: Hey, có lẽ hắn là một vị anh hùng cái thế, anh khí bừng bừng, hào hoa phong nhã. Quân Tư Tà cực kỳ không có hảo ý, lên tiếng nói: Ta từng gặp qua cái gã Trung Nhạc này rồi, hắn xấu muốn chết đi được, là một tên dã nhân, đầu tóc lộn xộn, quanh năm không tắm rửa, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, cặp mắt còn trên con dưới, ánh mắt láo liên. Thời điểm hắn nhìn ngươi, ngươi còn tưởng hắn đang nhìn sau lưng ngươi nữa kìa. Đáng sợ nhất chính là lông mũi của hắn vừa thô vừa dài, kéo dài xuống tận tới rốn kìa. Cấm Nhi, ngươi nói có phải không? Khâu Cấm Nhi liên tục gật đầu. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, phất phất tay xoay người đi xa. Sư đệ, bảo trọng. Quân Tư Tà đột nhiên cao giọng nói với theo. Trung Nhạc xoay người lại, nở nụ cười rạng rỡ. Các ngươi cũng phải bảo trọng. Hắn phiêu nhiên rời đi. Từ xa vẫn còn nghe được thanh âm của Hoa Thiến Mân. Trung Nhạc thật sự xấu như vậy sao? Cực kỳ xấu. Cấm Nhi, ngươi nói có phải không? Thật sự rất xấu. Xem ra Dịch Tiên Sinh vẫn là đẹp mắt hơn nhiều. Hắn là một tên gia hóa, hoa tâm háo sắc kìa, lại vô cùng tham lam. Ngươi suy nghĩ một chút những lời hắn đã nói với chúng ta lúc ở trên thuyền. Trung Nhạc một đường trở về hoàn toàn bình an, không chút trở ngại. Hai tháng sau, Trung Nhạc quay trở lại thánh địa Tấn Vân. Vừa khéo Âm Phiền Huyên cũng đã xuất quan, nàng đã tu thành cảnh giới thiên thần. Nữ tử này lại càng cường đại hơn, tọa trấn thánh địa Tấn Vân, trưởng khống ba tòa chư thiên. Trung Nhạc và nàng sóng vai đứng trên Tấn Vân Thánh Sơn, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy bát trận đồ treo cao, lực lượng từ trong ba tòa chư thiên cuồn cuộn vọt tới, không ngừng dung nhập vào trong tám mặt trận đồ. Trong tám quyển trận đồ có trăm vạn thần ma không ngừng chú luyện, đẩy thăng nguyên năng của trận đồ tới trình độ gần như bảo vật thần hoàng. Các loại đồ đằng trong trận đồ đều được luyện tới như dao như long, lan tỏa uy năng khiến người ta phải sợ hãi. Nếu tám quyển trận đồ hợp làm một thể, sợ rằng cũng có thể chống lại cường giả thần hoàng. Lúc này mới qua thời gian không tới một năm, bát trận đồ đã được luyện tới loại trình độ này. Cho dù là Trung Nhạc, người sáng tạo ra bát trận đồ, cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bát trận đồ này có hai tầng tác dụng. Đồng thời với việc tu luyện bát trận đồ, trăm vạn thần ma trong trận đồ cũng nhận được sự đề thăng cực lớn, tu vi thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Tám quyển trận đồ này phu quân là muốn luyện chúng tới cấp đế binh hay sao? Âm Phần Huyên vô cùng kinh hãi, thấy Trung Nhạc luyện hóa dung nhập vô số các loại thiên tài địa bảo và bên trong trận đồ, nàng do hỏi. Trung Nhạc lắc đầu nói: Chỉ dựa vào ba tòa chư thiên căn bản không luyện được đế binh. Hắn đột nhiên giật mình, liếc mắt nhìn Âm Phần Huyên, trong lòng thầm nghĩ: Nàng như thế nào lại đổi giọng gọi ta là phu quân rồi?
Đúng lúc này có thần minh thủ vệ tiến vào bẩm báo: Tam thái tử điện hạ tới thăm, muốn cầu kiến chủ công. Trung Nhạc bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức cùng Âm Phần Huyên đi ra nghênh tiếp, trong lòng thầm nghĩ: Lần này Mục Tô Ca tới đây hẳn là muốn cùng ta đi vũ trụ cổ lão rồi. Lần này ta đi tới vũ trụ cổ lão, có thể nhân dịp này nhìn một chút nhân tộc ở nơi đó xem sao. Ồ, tiên sinh còn chưa tu thành thiên thần, có cần đợi thêm mấy ngày nữa không? Mục Tô Ca gặp mặt Trung Nhạc, nhất mực cung kính hỏi. Trung Nhạc nhìn xuống dưới chân núi, chỉ thấy dưới chân núi có trăm vạn thần ma đứng đấy, chỉnh tề như một, chính là Hồ Giao Phiêu Kỵ do Mục Tô Ca thống soái. Hắn lắc đầu nói: Không cần đợi nữa, hôm nay lập tức lên đường đi vũ trụ cổ lão thôi. Sau khi tới vũ trụ cổ lão, ta sẽ có thể thành tựu thiên thần. Bất quá điện hạ, lần này chỉ là ta và ngươi đi vũ trụ cổ lão mà thôi. Hổ Giao Phiêu Kỵ mục tiêu quá lớn, sợ rằng sẽ kinh động các thế lực của vũ trụ cổ lão, dẫn tới bất chắc không cần thiết. Ngươi vẫn là lưu Hổ Giao Phiêu Kỵ ở nhà thôi. Sao, một kẻ cũng không mang theo sao? Mục Tô Ca nhất thời ngẩn người, cuối cùng nói: Được, vậy cứ làm theo lời tiên sinh đi. Hắn lập tức xoay người xuống núi, đích thân đưa Hổ Giao Phiêu Kỵ trở về Tiên Thiên Cung. Qua không bao lâu đã một mình quay lại, rồi mỉm cười hỏi: Tiên sinh đã có thể khởi hành được rồi chứ? Ánh mắt Trung Nhạc rơi xuống trên mặt của hắn, nửa cười nửa không hỏi: Điện hạ đã lưu lại bao nhiêu Hổ Giao Phiêu Kỵ vậy? Sắc mặt Mục Tô Ca ửng đỏ lên tiếng: Thật sự không thể gạt được tiên sinh, Tô Ca lo lắng chuyến đi này nguy hiểm, đã lưu lại 10,000 phiêu kỵ để phòng bất chắc rồi. Hiện tại chi đại quân này đang ẩn thân trong bí cảnh nguyên thần của Tô Ca. Âm Phần Huyên nhất thời nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: Mục Tô Ca quả nhiên đã lưu lại một đám thần ma, chỉ là phu quân làm thế nào mà biết được Mục Tô Ca đã giấu lại một chút đại quân thần ma đấy? Trung Nhạc mỉm cười nói: Điện hạ, rốt cuộc là bao nhiêu? Mục Tô Ca không khỏi thán phục, không người nói: Thật không dám giấu giếm, trong bí cảnh nguyên thần của Tô Ca cất giấu 30,000 Hổ Giao Phiêu Kỵ. Tiên sinh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ nội tình của Tô Ca. Trung Nhạc cười hắc hắc nói: Người giấu toàn bộ 100,000 Hổ Giao Phiêu Kỵ và trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, còn muốn giấu giếm ta hay sao? Đến đây Mục Tô Ca đã hoàn toàn tâm phục, lên tiếng: Tiên sinh làm sao biết được ta giấu 100,000 Hổ Giao Phiêu Kỵ ở trong bí cảnh nguyên thần vậy? Ta có vọng khí thuật, 100,000 thần ma ẩn thân trong bí cảnh nguyên thần của ngươi, nên đã khiến cho khí tức cùng khí thế của ngươi mạnh mẽ dâng trào, làm sao có thể giấu giếm được ta đấy? Trung Nhạc thản nhiên nói: Sao, vọng khí thuật sao? Trong lòng Mục Tô Ca nhất thời nghiêm nghị. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, bày ra bộ dáng thần bí khó lường. Bản thân hắn cũng không biết vọng khí thuật gì cả, mà là đã diệt ra tơ nhân quả của 100,000 thần ma Hổ Giao Phiêu Kỵ, nhét vào trong mạng lưới nhân quả của chính mình. Nhất cử nhất động của mỗi một thần ma Hổ Giao Phiêu Kỵ đều liên lụy tới tơ nhân quả. Mục Tô Ca có mang theo đám Hổ Giao Phiêu Kỵ này hay không, tự nhiên là không thể gạt được hắn. Người muốn dẫn theo Hổ Giao Phiêu Kỵ, ta cũng chỉ có thể tùy ngươi thôi. Trung Nhạc nói: Bất quá nếu gặp phải nguy hiểm, Hổ Giao Phiêu Kỵ tổn thất thảm trọng, người cũng không được trách ta. Mục Tô Ca không người xưng vâng. Phu nhân, ngươi lưu lại nơi này giao huấn Tiên Thiên Cấm Quân, ta đi theo điện hạ tới vũ trụ cổ lão một chuyến. Trung Nhạc dặn dò Âm Phiền Huyên một tiếng, sau đó quay sang nói: Điện hạ, chúng ta đi thôi. Mục Tô Ca vỗ tay một cái, chỉ thấy một chiếc lô thuyền dài tới ngàn dặm từ trong biển mây phía dưới thánh địa Tấn Vân bay ra, phiêu phủ song song với thánh địa. Một đạo hồng quang biến thành một đạo trường hồng, một đường trải thẳng tới dưới chân hai người Trung Nhạc. Mục Tô Ca khách khí nói: Tiên sinh, xin mời. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát, chiếc lâu thuyền này vô cùng xa hoa. Trên đầu thuyền còn đứng một tôn tạo vật chủ, trưởng khống chiếc lâu thuyền này. Hắn không khỏi lắc đầu nói: Điện hạ, chúng ta đi bộ. Sao? Đi bộ sao có thể thể hiện thân phận địa vị của chúng ta được? Đừng nói sau khi tới vũ trụ cổ lão sẽ bị người ta xem nhé, cho dù là trên đường gặp được cô hữu của tinh vực Tử Vi cũng sẽ bị bọn họ cười nhạo một phen mất thôi. Mục Tô Ca mỉm cười nói: Tiên sinh, những cái khác ta đều nghe theo ngươi, duy chỉ có cái này ta không thể nghe theo ngươi được rồi. Ta thân là tam thái tử của Tiên Thiên Cung, đi vũ trụ cổ lão giải cứu phụ tử sư huynh
lại phụng mệnh thiên đế hạ giới bình định phản loạn, danh chính ngôn thuận, sao có thể không có chút thanh thế nào được? Trung Nhạc mỉm cười nói: Người để cho tôn tạo vật chủ này lái thuyền đi trước, đợi chúng ta tại thần thành thứ 9. Nếu tới lúc đó hắn vẫn còn sống, chúng ta lên thuyền là được. Mục Tô Ca vung tay lên lệnh cho tôn tạo vật chủ kia lái thuyền đi trước, nói: Người đi trước tới thần thành thứ 9 đợi ta và tiên sinh. Tôn tạo vật chủ tiên thiên cung kia nhận lệnh, điều khiển chiếc lâu thuyền hoa lệ này bay đi. Trung Nhạc tế khởi một chiếc thuyền nhỏ cùng Mục Tô Ca lên thuyền. Mục Tô Ca mỉm cười nói: Tiên sinh thật là thanh bẩn liêm khiết, ngày khác ta sẽ tặng cho tiên sinh một vài chiếc lâu thuyền đại hám cũng tiện để cho tiên sinh đại triển uy phong. Chiếc thuyền nhỏ bay ra khỏi thánh địa Tấn Vân. Qua nửa ngày, Trung Nhạc vứt bỏ chiếc thuyền nhỏ đổi sang một chiếc lâu thuyền. Mục Tô Ca thấy chiếc lâu thuyền này ngược lại cũng rất không tệ, mỉm cười nói: Mới vừa rồi tiên sinh còn bảo ta không được khoa trương, vì sao hiện tại ngược lại chính mình khoa trương rồi? Trung Nhạc lặng yên không đáp. Hai người lại đi thêm nửa ngày, Trung Nhạc thu hồi lâu thuyền tế khởi một chiếc bảo liễn. Mục Tô Ca càng thêm kinh ngạc, mỉm cười nói: Tiên sinh chuẩn bị thật nhiều trang phục và đạo cụ. Trung Nhạc cứ cách mỗi nửa ngày lại đổi một kiện thần binh di chuyển, đã thay đổi suốt 6 lần. Một ngày này, hai người đang cưỡi thiên toa phi hành, đi ngang qua một tòa thánh địa, chỉ thấy chiến hỏa nổi lên khắp nơi. Thần ma đại chiến, là hai thần tộc quy mô hoành đại đang khai chiến. Vô số thần ma tham chiến, các loại bảo vật ra hết, giết tới long trời lở đất, thi rơi như mưa. Trung Nhạc dừng thiên toa lại, xuyên qua cửa sổ mạn thuyền nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy lần này chỉ sợ có tới 100 vạn thần ma đại chiến, giết tới tinh cầu băng liệt. Có một tôn lão tạo vật chủ hiện ra thiên địa pháp tướng to lớn khôn cùng, xa xa tế khởi một cái chuông đồng thật lớn. Hắn không ngừng chấn động chuông đồng, tiếng chuông đánh vào bên trong thời không doanh trại của kẻ địch. Vô số nguyên thần linh hồn của các thần ma đối địch đều bị lôi ra khỏi cơ thể, bay vào bên trong cái chuông đồng. Lại có thần nhân thân thể vĩ ngạn nổi trống, tiếng trống chấn vỡ vô số thi thể. Thậm chí ngay cả mấy quả tinh cầu gần đấy đều bị tiếng trống chấn động biến thành bột mịn. Sinh linh trên mấy quả tinh cầu kia tự nhiên là tan thành mây khói. Trong mơ hồ chỉ nghe tiếng kèn như có như không vang lên. Trung Nhạc khẽ ổ lên một tiếng, vội vàng theo tiếng kèn nhìn lại. Tiếng kèn chợt như tới như lui, khiến cho hắn không thể xác nhận được nguồn gốc của tiếng kèn. Kỳ quái thật. Trung Nhạc khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Mục Tô Ca cũng đang xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe hắn nói vậy liền nghi hoặc hỏi: Tiên sinh, có chỗ nào kỳ quái vậy? Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động nói: Tiếng kèn này vô cùng quen thuộc, có khả năng là vị tồn tại nào đó của Ích Tà thần tộc. Không nghĩ tới lại là hắn lửa cháy đổ thêm dầu, nhấc lên cuộc động loạn này. Xem ra hắn cũng là không chịu cô đơn, chỉ là ta luôn cảm thấy nơi này có chút cổ quái, vô cùng cổ quái. Chiếc thiên toa tiếp tục bay đi. Qua không bao lâu, Trung Nhạc lại dừng thiên toa lại, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền bay qua. Một nàng mỹ phụ nhân tộc đang đứng trên boong lâu thuyền, bên cạnh là một vị thần ma trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, sau lưng còn đeo một cây kèn lệnh thật dài. Thiên ti nương nương. Trung Nhạc đi ra khỏi thiên toa, mỉm cười nói: Không ngờ lại gặp được nương nương ở chỗ này. Thiên ti nương nương dừng chiếc lâu thuyền lại, chân thành nhún người thi lễ, y phục như đóa hoa sen xòe ra, mỉm cười nói: Thiếp thần cũng không ngờ lại được gặp tiên sinh ở nơi đây. Vị bên cạnh tiên sinh chẳng lẽ là Tô Ca thái tử của tiên thiên cung sao? Thiếp thần hiếu lễ rồi. Mục Tô Ca vội vàng chắp tay hoàn lễ, trong lòng thì lại nghi hoặc: Sao nàng mỹ phụ nhân tộc này lại nhận ra ta được? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, rơi xuống trên người vị thần ma trẻ tuổi sau lưng của thiên ti nương nương, rồi lại hỏi: Vị chân thần này chẳng lẽ là Ích Tà thần tộc sao? Vừa rồi ta đi ngang qua một phiến chiến trường, đã nghe tiếng kèn lệnh. Thiên ti nương nương vội vàng nói: Vị này chính là Ích Tà. Vừa rồi hắn đã thử kèn lệnh tương hợp với tiếng đàn của ta, không nghĩ tới đã quấy rầy tiên sinh và điện hạ. Chiến tranh hảo giác thật sự danh bất hư truyền. Trung Nhạc thản nhiên nói, trong mắt Ích Tà chợt lóe tinh quang nhìn về phía hắn. Trung Nhạc vất tay nói: Nương nương cáo từ. Thiên ti nương nương mỉm cười nói: Tiên sinh đi thong thả. Trung Nhạc trở lại bên trong thiên toa, thôi động thiên toa đi xa, sắc mặt âm tình bất định.
sau lưng Thiên Ti nương nương, Ích Tà thần hoàng nhẹ giọng hỏi: "Nương nương, vừa rồi vị kia chính là Dịch tiên sinh sao?" Thiên Ti nương nương gật đầu một cái, than thở nói: "Hiện tại hắn sâu không thể lường, ta đã không phải là đối thủ của hắn ta nữa rồi. Cũng may hắn muốn đi vũ trụ cổ lão, sẽ không làm hư đại sự của chúng ta." Ích Tà thần hoàng nhàn nhạt nói: "Nghe nói Thiên Đình phái Tô Ca thái tử đi vũ trụ cổ lão bình loạn, bản thân Thiên Đình cũng đang truy tìm hạ lạc của Mục Tô Ca, nhân cơ hội chém chết một đứa con trai của Tiên Thiên Đế Quân. Nếu chúng ta báo chuyện này cho Thiên Đình biết, để Thiên Đình giết chết Mục Tô Ca, có Dịch tiên sinh bên cánh, Thiên Đình chưa chắc đã có thể giết được hắn ta. Bất quá đây cũng là một cơ hội để ngáng chân bọn họ." Chiếc lâu thuyền nhanh chóng bay đi. Thiên Ti nương nương mỉm cười nói: "Cũng được, ngươi thông chi cho Vô Kỵ tiên sinh, để cho Vô Kỵ tiên sinh lan truyền tin tức này đi ra bên ngoài, tiết lộ cho Thiên Đình biết đi. Cho dù không giết được hắn, cấp cho hắn thêm chút phiền toái cũng tốt thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là khiến cho tinh vực Tử Vi đại loạn. Hiện tại đế tinh đã loạn rồi, hẳn là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho toàn bộ tinh vực Tử Vi cũng triệt để hỗn loạn. Sau khi tinh vực Tử Vi đã lại loạn, chính là tới phiên hạ giới rồi." Sắc mặt Ích Tà thần hoàng bình thản nhàn nhạt nói: "Vũ trụ cổ lão, 3000 lục đạo giới rồi cũng sẽ đại loạn." Lúc này ở trong thiên toa, Trung Nhạc không nói một lời, ngón tay không ngừng gõ nhẹ trên án kỷ trước mặt, phát ra thanh âm công cốc vang dội. Mục Tô Ca nghi hoặc, không biết hắn đang suy tư cái gì. "Ích Tà thần hoàng, Ích Tà thần hoàng, căn cứ theo ghi chép trong thư khố Nông Hoàng đã lưu lại, Ích Tà thần hoàng là hoàng của Ích Tà thần tộc, nổi danh với chiến tranh hào giáp. Nông Hoàng đã từng khống chế Hiên Viên kiếm, cách không giao thủ với Ích Tà thần hoàng ở trên tổ tinh, lại bị Tử Quang quân vương giữ đường ngăn cản. Tử Quang quân vương nói là phụng mệnh của Tiên Thiên Đế quân, buộc hắn phải buông tha cho hoàng của Ích Tà thần tộc. Nói như vậy, Ích Tà thần hoàng hẳn là người của Tiên Thiên Đế quân. Như vậy liền có vấn đề rồi. Nếu Ích Tà thần hoàng quả thật là người của Tiên Thiên Đế quân, vậy Thiên Ti nương nương nhất định cũng là người của Tiên Thiên Đế quân. Nói cách khác, Thiên Ti nương nương trên thực tế là đang bán mạng cho Tiên Thiên Đế quân. Không, không đúng. Thiên Ti nương nương đã từng muốn đẩy Mục Khanh Tuyển vào chỗ chết, nhấc lên tranh đấu giữa Tiên Thiên Cung và Tử Vi Thiên Đình. Cuối cùng Mục Khanh Tuyển vẫn là không chết. Trái lại, Thiên Ti nương nương nhấc lên chính là tranh đấu giữa Lật Lục Thị, Trung Ương Thị và Thiên Đình. Tiên Thiên Cung hoàn toàn không chút tổn hao. Nhưng Thiên Ti nương nương không giống như là giả bộ, hiển nhiên nàng cũng không biết người mà nàng đang hiệu lực chính là Mục Tiên Thiên. Hắn đột nhiên nghĩ tới một Mục Tiên Thiên khác, Tôn Tiên Thiên ma chủ Mục Tiên Thiên kia, có chút giận cả tóc gáy. Nếu Tiên Thiên ma chủ Mục Tiên Thiên có một cái thân phận khác, quá đáng sợ rồi. Chẳng phải là nói Phong Vô Kỵ cũng là người của Mục Tiên Thiên hay sao? Vậy thân phận của ta đã bị bại lộ. Không, không, còn có một khả năng nữa, đó chính là Ích Tà thần hoàng là gian tế mà Mục Tiên Thiên đã sắp xếp vào nội bộ của đối phương. Mục Tiên Thiên sớm đã có chuẩn bị từ trước rồi, để cho Ích Tà thần hoàng đánh vào nội bộ của đối thủ, nắm giữ nhất cử nhất động của hắn ta. Kẻ ra cái chủ ý này tất nhiên là Tử Quang quân vương. Hai loại khả năng, loại khả năng thứ hai chính là có xác suất cao hơn. Tâm thần Trung Nhạc nhất thời trầm xuống. Nếu quả thật là khả năng thứ hai, vậy Tiên Thiên Đế quân ngay từ sớm đã có dự định tạo phản, đã chủ tính rất lâu, lại có Tử Quang quân vương thay hắn bày mưu tính kế. Ngoại trừ Ích Tà thần hoàng ra, sợ rằng bên cạnh những tồn tại khác có thực lực cạnh tranh với hắn cũng đều có gian tế do Tử Quang quân vương xếp vào. Cái mà ta nhìn thấy chỉ là một góc của ngọn băng sơn. Thế lực của Tiên Thiên Cung quá to lớn, không cách nào tưởng tượng. Tử Quang quân vương quả thật lợi hại. Hắn không có chết, kẻ nào cũng không thể diệt trừ được Tiên Thiên Đế quân. Trung Nhạc bình tĩnh lại tâm thần, liên tục thay đổi mấy lần thần binh phi hành, sau đó lựa đường vòng mà đi. Trên đường đi chỉ thấy hiện tại trong tinh vực Tử Vi khắp nơi đều là chiến trường, các thần tộc, các ma tộc cũng đều loạn lạc, chiến tranh sát phạt không ngừng diễn ra, chiến hỏa ngất trời. Thiên Ti nương nương thao túng nhân quả, Ích Tà thần hoàng thao túng chiến tranh, nhấc lên từng tràng phân tranh, thiên hạ này rốt cục cũng đã hỗn loạn. Mục Tô Ca cũng là nhìn tới mức khóe mắt không ngừng nhảy loạn. Đột nhiên hắn chợt đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó là từng khối mảnh vỡ lâu thuyền thật lớn,
lăng không phiêu phù. Chiếc lâu thuyền vỡ nát này rõ ràng chính là tọa giá của hắn. Mà trong đám mảnh vỡ lâu thuyền kia, thi thể một tôn tạo vật chủ dưới trướng của hắn phiêu phù, mi tâm vỡ ra một cái động lớn, một thân tinh huyết bị hút không còn một mảnh, không biết là đã bị tồn tại gì giết chết lưu lại ở nơi này. Sắc mặt Mục Tô Ca cực kỳ ngưng trọng, hiện tại thiên hạ đại loạn, thiên đình nhân cơ hội này giết hắn, đẩy lên trên đầu của những thế lực khác, sẽ có thể biến thành công án không đầu. Nếu lúc trước hắn thật sự ngồi trên chiếc lâu thuyền này, chỉ sợ hiện tại cũng có kết quả giống như tôn tạo vật chủ này vậy, bị đánh chết ở nơi đây. Trung Nhạc từ xa xa tinh tế quan sát thi thể của tôn tạo vật chủ kia. Một tôn tạo vật chủ cứ như vậy bị đánh chết, hơn nữa còn là loại tử trạng này, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thực lực tạo vật chủ cực kỳ cường đại, có thể hư không tạo vật, sinh sinh bất diệt, mà ở hiện trường cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết chiến đấu. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng làm được. Cho dù là đế quân xuất thủ cũng sẽ lưu lại dấu vết chiến đấu. Kỳ quái, rốt cuộc là tồn tại gì đã xuất thủ có thể quỷ dị như vậy, để hút đi nguyên thần và tinh huyết của hắn đấy. Trung Nhạc thấp giọng lẩm bẩm. Mục Tô Ca đi ra khỏi bảo liễn, phi thân tiến lên kiểm tra. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến quát lớn: "Điện hạ, mau dừng lại!" Nào ngờ Mục Tô Ca đã đi tới phía trước cỗ thi thể kia, chăm chú quan sát nói: "Dấu vết lưu lại trên thi thể đã bị hủy diệt cả rồi. Kẻ hạ thủ lòng dạ độc ác, ngay cả hồn phách của hắn cũng hoàn toàn mạt sát, không nhìn ra là ai xuất thủ." Đột nhiên cỗ thi thể kia chợt ngồi bật dậy, ấn một chưởng lên trên lồng ngực của Mục Tô Ca. Mục Tô Ca không kịp dự liệu bị một chưởng này đánh bay, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy thi thể của tôn tạo vật chủ kia thẳng tắp ngồi dậy, đột nhiên lại thẳng tắp đứng lên, cái cổ răng rắc chuyển động, xoay chuyển 2-3 vòng. Sau đấy cặp mắt nhìn về phía Mục Tô Ca, cười khanh khách nói: "Tô Ca điện hạ, ngươi vậy mà không ở trên chiếc lâu thuyền này, khiến cho thiếp thân vô cùng thất vọng. Ồ, còn có Dịch tiên sinh cũng ở đây nữa sao? Thiếp thân thật sự may mắn, không ngờ có thể đồng thời bắt được hai cường giả của Tiên Thiên Cung." Thi thể của tôn tạo vật chủ kia giống như một pho tượng gỗ vậy, cứng ngắc, khoa tay múa chân, các đốt ngón tay phảng phất như không tồn tại, dùng tư thế vặn vẹo vô cùng khoa trương lao thẳng về phía Trung Nhạc. Ầm ầm. Mục Tô Ca hoành thân che ở trước người Trung Nhạc, cứng đối cứng với thi thể của tôn tạo vật chủ kia. Một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới, cỗ thi thể kia bị đánh văng ra ngoài, rắc một tiếng, cánh tay nhất thời gãy đoạn. Chỉ thấy tại chỗ cánh tay cỗ thi thể kia gãy đoạn, từng sợi tơ mảnh giống như những con rắn nhỏ chen chúc chui ra, đỏ bừng như máu. Liên tiếp hai phần cánh tay gãy đoạn lại với nhau. Trong miệng cỗ thi thể kia phát ra thanh âm thô trầm, nhưng ngữ khí lại là một nàng nữ tử. Nàng cười khanh khách nói: "Thực lực Tô Ca điện hạ quả nhiên bất phàm. Bệ hạ lệnh kêu ta tới giết ngươi, ngược lại cũng không tính là dùng dao mổ trâu giết gà." Cỗ thi thể kia một lần nữa nhào tới, sắc mặt Mục Tô Ca ngưng trọng, thân thể khẽ chấn động một cái, sau lưng hiện ra 18 cánh tay. Vừa mới va chạm một kích đã đánh cho toàn bộ xương cốt thi thể bộ hạ cũ của chính mình đứt đoạn vỡ nát. Bản thân của hắn cũng là một tôn tạo vật chủ, thực lực cường đại. Hắn là con trai của Tiên Thiên Đế Quân, đạt được chân truyền của Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân mặc dù đệ tử đông đảo, nhưng đối với con trai ruột của chính mình dù sao cũng chiếu cố hơn rất nhiều, chỉ điểm càng nhiều hơn. Mục Tô Ca vừa rồi thi triển chính là thần thông tiên thiên, uy lực vô biên, tạo vật chủ bình thường căn bản sẽ không phải là đối thủ của hắn. Không ngờ cỗ thi thể kia bị đánh vỡ nát, lại có vô số sợi tơ đỏ từ trong thi thể vỡ nát chui ra, tổ hợp những mảnh thi thể vỡ nát trở lại, vẫn như cũ, cấu thành bộ dạng bộ hạ cũ của hắn, chỉ là khắp nơi trên mặt, trên người đều có vết tích khâu vá lại, giống như một con búp bê bằng vải đã bị xé rách nát thành vô số mảnh rồi lại được chắp vá trở lại vậy. Đi mau! Trung Nhạc phóng người bay lên, chui thẳng vào trong quang luân sau đầu Mục Tô Ca, trầm giọng nói: "Nàng là dùng khôi lỗi thuật quấn lấy ngươi, bản thể của nàng sắp chạy tới rồi." Mục Tô Ca hiểu ý, lập tức đánh văng cỗ thi thể này, báo táp lao đi. Cỗ thi thể tạo vật chủ khâu lại cùng một chỗ kia điên cuồng đuổi theo, cười khanh khách nói: "Dịch tiên sinh, nghe nói ngươi có trí tuệ bất phàm, được quần hùng thiên hạ tôn sùng là tiên sinh. Ngươi đầu nhập dưới trướng Tiên Thiên Đế Quân chỉ là Minh Châu bị vùi dập trong bùn hôi mà thôi. Thiên đế gia mới là thiên hạ chính thống, cần gì bỏ sáng theo tối đấy." Trung Nhạc quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy toàn thân cỗ thi thể kia hồng tuyến bay lượn, giống như một con quái thú, tay chân cùng sử dụng điên cuồng đuổi theo. Khẽ cao mày nói: "Điện hạ, biết nữ tử này là ai không?" Mục Tô Ca nói: "Nàng ta là Yển Sư Thiên Vương, Yển Sư Hy của Thiên Đình. Nghe nói nàng ta là một tôn mẫu thần quân tộc, từ sớm đã đầu phục dưới trướng của Thiên Đế rồi." "Tiên sinh, lần này liên lụy ngươi rồi. Nếu ta không đi kiểm tra cỗ thi thể kia, cũng sẽ không xúc động tờ khôi lỗi của nàng." "Yển Sư Thiên Vương sao? Mẫu thần quân tộc ư?" Trong lòng Trung Nhạc giật mình, lúc này phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm quái khiếu xèo xèo. Một đóa hồng vân không ngừng ba động, truy đuổi theo sau bọn họ. Đóa hồng vân kia rất nhanh đuổi kịp cỗ thi thể của tôn tạo vật chủ kia, bao phủ cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia bị nuốt vào trong mây, lúc ẩn lúc hiện trong đóa hồng vân, khiến cho tốc độ đóa hồng vân càng lúc càng nhanh hơn. Phía trước đột nhiên xuất hiện một phiến chiến trường, là vô số thần ma của hai thần tộc đang đại chiến. Vô số lâu thuyền đại hạm dày đặc giữa không trung, vô số cường giả nhao nhao chết thảm. Hoàng của hai thần tộc thôi động bảo vật chấn tộc, thống lĩnh thần ma dưới trướng chém giết lẫn nhau, đánh tới mức thiên tinh sụp đổ. Hẳn là thiên tiên nương nương và ích tà thần hoàng đã thúc đẩy tạo thành trận phân tranh này. Mục Tô Ca nhanh chóng phóng xuyên qua phiến chiến trường. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đóa hồng vân lao thẳng tới, cũng bay xuyên qua phiến chiến trường. Vô số tia hồng tuyến tung bay bốn phía, giống như từng sợi xúc tu bắn ra. Vô số cỗ thi thể trên chiến trường kia đột nhiên khoa tay múa chân, nhao nhao bay lên giống như một đám côn trùng, ào ào bay về phía trong đóa hồng vân kia. Hoàng của hai thần tộc kia nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng thét lên ra lệnh cho các cường giả của tộc mình né tránh. Chỉ thấy vẫn còn vô số đạo hồng tuyến bay tới, bắt lấy mấy ngàn tôn thần ma trên chiến trường, toàn bộ biến thành khô lỗi. Trong chớp mắt, trong đóa hồng vân kia đã tụ tập hơn 10 vạn thần ma, điên cuồng đuổi giết theo hai người Trung Nhạc và Mục Tô Ca. Thủ đoạn của Yển Sư Thiên Vương, Yển Sư Hy vô cùng quỷ dị. Hiện tại tinh vực Tử Vi đã là thiên hạ đại loạn, có rất ít địa phương còn yên tĩnh, khắp nơi đều là chiến trường. Đoạn đường này, Mục Tô Ca đi ngang qua mấy phiến chiến trường, trong đóa hồng vân sau lưng cũng đã có tới 100 vạn khô lỗi do thần thi ma thi biến thành, chân chính là một chi đại quân thi thể, không chút sợ chết, không biết đau đớn. Tinh thần của Mục Tô Ca khẽ chấn động một cái, lên tiếng nói: "Sắp sửa tới truyền tống trận, đi tới thần thành thứ 9 rồi. Nơi đó có đại quân thiên đình trấn thủ, mặc dù có thế lực của thiên đế, thế nhưng cũng có thế lực của các tộc khác. Yển Sư Hy tuyệt sẽ không dám sằng bậy." Hắn lao thẳng về phía tòa hồng quan phía trước, đột nhiên đóa hồng vân sau lưng chợt tiêu tán, 100 vạn cỗ thi thể thần ma cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Yển Sư Hy quả nhiên không dám trực tiếp công kích tòa thánh địa này. Bên trên hồng quan, vô số thần ma các tộc đang cẩn thận trấn thủ. Mục Tô Ca đi tới dưới quan, thông báo thân phận, được tiếp dẫn vào trong quan. Nhưng lúc này chỉ thấy một nàng mỹ phụ, một thân trang sức đỏ tươi, cũng cùng với bọn họ tiến vào tòa hồng quan này. "Yển Sư Hy." Khóe mắt Mục Tô Ca nhảy loạn, thấp giọng nói: "Tiên sinh, nàng chính là Yển Sư Hy." Trung Nhạc bay ra khỏi quang luân sau đầu của hắn, nhìn về phía nàng mỹ phụ kia. Nàng mỹ phụ kia cũng nhìn về phía hắn, rồi mỉm cười nói: "Dịch tiên sinh thật trẻ tuổi." "Ồ, Yển Sư Thiên Vương cũng không già." Trung Nhạc mỉm cười hỏi: "Thiên Vương, đây là muốn đi nơi nào công án đấy?" "À, lần này ta phụng thượng mệnh đi vũ trụ của lão công án." Yển Sư Hy cười tìm tìm nói: "Còn tiên sinh và điện hạ thì sao?" Trung Nhạc mỉm cười nói: "Chúng ta cũng là đi vũ trụ cổ lão công án. Thật sự đúng dịp à. Nếu cả ba chúng ta đều đi vũ trụ cổ lão, sao Yển Sư Thiên Vương không đồng hành với chúng ta đi?" Mục Tô Ca nhất thời giật mình, vội vàng thấp giọng nói: "Tiên sinh." Yển Sư Hy mỉm cười nói: "Chúng ta đã bất đồng, thiếp thân vẫn là không cùng một đường với tiên sinh thì tốt hơn. Thiếp thân xin đi trước một bước đây." Dứt lời, nữ tử này liền bước vào trong trận đài truyền tống tới thần thành thứ 9 trong thông thiên tinh đạo. Ngư khí Mục Tô Ca oán giận hỏi: "Tại sao tiên sinh lại mời chào ả yêu nghiệt này đi cùng chúng ta vậy?" "Trước mặt mọi người mời chào nàng, nàng ngược lại sẽ sợ đầu sợ đuôi, không dám hạ thủ. Nàng không muốn đồng hành với chúng ta mới có thể mai phục chúng ta trên con đường phía trước được."
Trung Nhạc cau mày nói: "Yển Sư Hy, tiến vào vũ trụ của lão trước chúng ta một bước, nhất định là sẽ phục kích chúng ta. Lần này ngược lại không dễ làm rồi." Đột nhiên trong hồng quan lại có một đạo thần quang đáp xuống, tiếp dẫn một nàng nữ tử nữa lên đây. Trong lòng Trung Nhạc thoáng có cảm giác, nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử kia cũng có cảm ứng tương đồng, nhìn về phía hắn. Cả hai đều thoáng ngẩn người một cái, sau đó ánh mắt liền tách ra. Mục Thu Ca cũng chú ý tới nữ tử kia, cũng cảm thấy nữ tử này tuy đẹp nhưng dung mạo lạnh lùng như băng, nghi hoặc hỏi: "Vị thần nữ này là ai? Tiên sinh nhận thức nàng ta sao?" Trung Nhạc lắc đầu nói: "Điện hạ, chúng ta đi thôi." Hai người bước vào trận đài truyền tống về phía thần thành thứ 9. Một lúc sau, nữ tử kia cũng bước vào trận đài truyền tống, thân hình biến mất, không thấy đâu nữa. Nữ tử này vừa mới rời đi, đột nhiên từng đạo thân ảnh hàng lâm bên ngoài hùng quan tử vi. Một đám thần nhân thân khoác giáp trụ, kim quang sáng lạn, khí tức khủng bố, soạt một tiếng mở ra một quyển trục, cao giọng quát lớn: "Chư thần trên quan nghe lệnh, có từng thấy qua nàng nữ tử này chưa?" Trên quyển trục kia chính là vẽ dung mạo nàng nữ tử vừa rồi. Chư thần trên hùng quan nhao nhao nhìn về phía quyển trục. Một tôn ma hoàng cao giọng hỏi: "Các ngươi là ai?" "Thủ vệ thiên ngục." Một tôn thần nhân trong đấy lấy ra một tấm lệnh bài, cao giọng quát lớn: "Phụng mệnh lệnh của thiên hạ giới, bắt giữ phục khí, mau mở quan." Sắc mặt của tôn ma hoàng kia kịch biến, vội vàng hạ lệnh mở quan, để cho mười mấy tôn thần nhân toàn thân giáp trụ tiến vào trong quan, không người cung kính nói: "Hóa ra là sứ giả của thiên, tiểu thần chậm trễ rồi. Vừa rồi quả thật có nữ tử trên bức họa tới đây, chúng ta đã điều tra thân phận rõ ràng. Nàng là thần quan của thiên đình, đã nghiệm minh chân thân, hiện tại đã tới vũ trụ của lão rồi." "Nữ tử này chính là Phục Khí." Một tôn thần nhân giáp trụ lạnh lùng nói: "Nữ tử kia đã đánh cướp thiên ngục, cướp đi một đại ma đầu đang bị chấn áp trong thiên ngục. Chúng ta phụng mệnh lệnh của thiên hạ giới bắt giữ. Chuyện này quan hệ trọng đại, phong ấn của đại ma đầu kia vẫn chưa giải. Nếu như mở ra, thiên hạ nhất định đại loạn. Mau khởi động trận đài truyền tống đi." "Thiên địa hiện tại tự hồ đã đại loạn rồi, không ngờ thủ vệ của thiên ngục vẫn còn chưa biết được sao?" Trong lòng đám chư thần hùng quan tử vi oán thầm một câu, vội vàng khởi động trận đài truyền tống. Đám thần nhân kim giáp khí thế hung hăng cất bước đi vào trận đài truyền tống về phía thần thành thứ 9. Bên trong thần thành thứ 9, Trung Nhạc và Mục Tô Ca đi ra trận đài truyền tống. Trung Nhạc vẫn chưa hết kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: "Nàng như thế nào lại xuất hiện ở đây vậy?" Đột nhiên trận đài truyền tống chấn động quang mang, nàng nữ tử kia đi ra khỏi trận đài, thoáng nhìn về phía hắn, đi lướt qua sát người Trung Nhạc. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, trong tay đã có thêm một hạt châu. Trung Nhạc bất động thanh sắc thu hồi hạt châu này. Nữ tử kia đi tới phía trước trận đài truyền tống, đi thông thần thành thứ 8, chợt lấy ra một tấm lệnh bài, quát lớn đám thần ma thủ vệ trận đài truyền tống: "Phụng mệnh lệnh thiên đế xuất quan làm việc, lập tức khởi động trận đài." Đám thủ vệ nghiệm minh lệnh bài, vội vàng khởi động trận đài, rất nhanh đã truyền tống nữ tử kia về phía thần thành thứ 8. Trung Nhạc nhất thời ngạc nhiên: "Những năm qua nàng ở nấp trong thiên đình sao? Hảo thủ đoán." "Phụng mệnh lệnh của thiên hạ giới, bắt giữ Phục Khí." Nữ tử kia vừa mới rời khỏi trong trận đài truyền tống, lại có mười mấy tôn thần nhân kim sắp chạy tới, tới khởi quyền trục, cao giọng quát lớn: "Các người có từng gặp qua nữ tử này không?" Đám thần ma trấn thủ thần thành thứ 9 vội vàng nói: "Vừa mới truyền tống rời đi rồi." "Đuổi theo!" Mười mấy tôn thần nhân kim giáp lập tức bước vào trận đài truyền tống, biến mất không thấy đâu nữa. Mục Tô Ca có chút kinh ngạc nói: "Cái đám gia hỏa này hình như là thủ vệ của thiên ngục sao? Thủ vệ của thiên ngục như thế nào cũng xuất động rồi đấy. Bình thường chỉ có xuất hiện tình huống ma đầu vượt ngục, bọn họ mới sẽ hiện thân. Chẳng lẽ đã có tồn tại gì đó ở trong thiên ngục trốn ra ngoài rồi hay sao?" Trong bối cảnh nguyên thần của Trung Nhạc, hạt châu kia tản mát ra ánh sáng u ám, trong hạt châu vang lên thanh âm xích sắt lăng keng chấn động: "Lẽ nào nàng nữ thần quan thiên đình vừa rồi chính là đối tượng bị thủ vệ thiên ngục chóc nã hay sao?" Mục Tô Ca nghi hoặc bật cười nói: "Nữ thần quan thiên đình tự quản tự trộm, lần này thiên đình cũng tính là mất mặt lớn rồi.
không biết nữ thần quan này làm cách nào lẩn vào được trong thiên đình trở thành thần quan đấy. Trung Nhạc có chút kinh ngạc hỏi, sao nữ thần quan này có thể lẩn vào thiên ngục trở thành thủ vệ thiên ngục đấy? Sao, nàng nữ thần quan này là thủ vệ thiên ngục sao? Mục Tô Ca kinh hãi thất thanh nói, sao tiên sinh biết được nàng cũng là thủ vệ thiên ngục vậy? Muốn tiến vào thiên ngục tự nhiên chỉ có thể là thủ vệ thiên ngục. Thủ vệ thiên ngục không nghe lệnh bởi thiên đế, chỉ nghe lệnh bởi thiên. Thần quan của thiên đình muốn đi vào thiên ngục cũng là không thể. Trung Nhạc mỉm cười nói, cho nên nàng nhất định phải là thủ vệ của thiên ngục, bởi vậy mới có thể cướp ngục được. Ta đoán chừng thân phận thần quan hẳn là một thân phận khác của nàng. Trong lòng của hắn cực kỳ bội phục Tư Mệnh. Nàng nữ thần quan vừa rồi chính là Tư Mệnh. Người khác không nhìn ra thân phận chân chính của nàng, nhưng thân là đồng tộc, hắn có thể cảm ứng được huyết mạch của Tư Mệnh. Đồng dạng, Tư Mệnh cũng cảm ứng được huyết mạch của hắn, nhận ra hắn, bởi vậy mới kiên đáo đưa hạt châu kia cho hắn, chính mình thì dẫn dắt đám thủ vệ thiên ngục rời đi. Tư Mệnh tại hơn 150 năm trước đây đã tới Tử Vi, sau đó bại lộ thân phận, dẫn phát một trận phong ba đáng sợ, tiếp theo liền mai danh ẩn tính, vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới trôi qua 150 năm đằng đẵng, nàng lại một lần nữa hiện thân, hơn nữa còn trở thành thần quan của thiên đình, lại còn có một tầng thân phận khác là thủ vệ của thiên ngục, thật không biết nàng làm sao mà làm được. Trong hạt châu này rốt cuộc là cái gì đây? Xung quanh hạt châu, một đốm lửa nhỏ bay tới bay lui, cẩn thận quan sát hạt châu, chỉ nghe bên trong phát ra thanh âm leng keng, Tân Hỏa cũng vô cùng nghi hoặc. Sao nữ phục kỳ lại đưa hạt châu này cho Trung tiểu tử vậy? Cái đầu của hắn vươn vào bên trong hạt châu, đảo mắt nhìn xung quanh, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Hạt châu này là một tòa chư thiên, một vũ trụ cỡ nhỏ. Xuất hiện trước mặt của hắn là một tiểu vũ trụ. Trên không trung có vô số ngôi sao lấp lánh, biến thành sáu đạo tinh hà, cấu thành một hệ thống lục đạo luân hồi. Mà bên trong lục đạo luân hồi kia, một tôn cự nhân cổ lão đang ngồi xếp bằng. Sáu cánh tay nâng lên sáu đạo tinh hà, phảng phất như một tôn thần nhân bản cổ vậy. Không, không đúng rồi, thần nhân bản cổ của lục đạo luân hồi là thần nhân bản cổ trong bối cảnh đạo nhất của nguyên thần đại năng thượng cổ, thống nhất lục đạo. Mà tôn cự nhân cổ lão này lại là một tôn tồn tại còn sống sờ sờ. Tân Hỏa nhất thời kinh hãi, cẩn thận quan sát, phát hiện thêm càng nhiều chỗ quái dị. Ước vạn vạn ngôi sao trong sáu đạo tinh hà kia đã tạo thành một lục đạo luân hồi. Tôn cự nhân cổ lão này tọa chấn trong đấy cũng không phải là trường khống lục đạo, thống nhất luân hồi, duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển, mà hắn là bị chấn áp, bị lục đạo luân hồi của toàn thể tinh hệ chấn áp. Ước vạn vạn ngôi sao trong sáu đạo tinh hà đè lên trên người của tôn cự nhân của lão kia, tinh quang cuồn cuộn tuôn trào tới, biến thành tinh lực, hình thành từng sợi dây xích. Đám dây xích tinh quang chiếu lại chân tay thân thể của hắn, mà tinh quang kia thì chiếu rọi lên trên người của hắn, hình thành từng cái hoa văn đồ đằng mỹ lệ và quỷ dị. Không biết là kẻ nào vận dụng lục đạo luân hồi của toàn thể tinh hệ chấn áp phong ấn vị tồn tại của lão này ở nơi đây, ngưng thực thành một tiểu chư thiên, hình thái một hạt châu. Đột nhiên tôn cự nhân của lão này chợt mở mắt ra, cặp nhãn đồng thật lớn phảng phất như do vô số vầng thái dương cấu thành, sáng ngời vô cùng, chiếu rọi về phía Tân Hỏa. Ngay sau đấy, ước vạn vạn ngôi sao thái dương trong sáu đạo quang tinh hà đại phóng quang mang. Từng đạo quang mang giống như kình thiên đại trụ nhất tề chiếu xạ vào trong cặp mắt của hắn. Thần hỏa thần quang ở trong mắt cự nhân của lão kia bị ép lùi trở về bên trong hốc mắt, cặp mắt nhắm lại. Ông một tiếng, mi tâm của hắn chợt nứt ra, thần nhãn thứ ba xuất hiện, rút cuộc nhìn rõ Tân Hỏa. Đồng thời, quang mang của sáu đạo tinh hà chiếu rọi, phong ấn thần nhãn thứ ba của hắn. Truyền thừa chi hỏa của Toại Hoàng. Tôn cự nhân của lão kia mở miệng, thanh âm vang vọng chấn động. Ngay sau đấy, đám quang mang do vô số ngôi sao bắn ra kia đột nhiên chuyển hướng, phong ấn cổ họng của hắn, khiến cho hắn không thể lên tiếng. Tôn cự nhân của lão kia tức giận, tay chân phát lực, xé rách, khiến cho sáu đạo tinh hà kia cũng phải biến hình, nỗ lực dễ thoát khỏi trói buộc. Nhưng một hệ thống lục đạo luân hồi hoàn chỉnh cường đại tới mức nào đây? Tôn cự nhân của lão kia rất nhanh bị chấn áp xuống, không thể động đậy. Thần sắc của Tân Hỏa dại ra, một hồi lâu sau mới rút cái đầu ra khỏi hạt châu, tinh thần ba động truyền âm cho Trung Nhạc. Nhạc tiểu tử, trong hạt châu nữ phục khi đưa cho ngươi là một tòa chư thiên, một tiểu vũ trụ có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, bên trong còn giam giữ một lão phục khí.
Sao? Tòa chư thiên, tiểu vũ trụ, lão phục khí sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, Tân Hỏa gật đầu nói. Là một lão phục khí, bộ dáng vô cùng của lão kia, sợ rằng đã có hơn 10 vạn tuổi rồi. Hơn nữa tự hồ còn là một tôn đế của phục khí thị. Đế của phục khí thị sao? Toàn thân Trung Nhạc chấn động, cơ hồ kích động, khó có thể kiềm chế. Tồn tại đế cấp của phục khí thị ư? Trên đời này thật sự có tồn tại đế cấp phục khí thị còn tại thế hay sao? Là một tôn tồn tại cấp bậc thiên đế, hẳn là không sai. Thanh âm của Tân Hỏa vang lên. Hắn vô cùng cổ lão, là phục khí thuần huyết. Đáng tiếc cả, hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian còn sống được nữa. Bất quá, hắn đã bị chấn áp rồi. Thủ đoạn chấn áp của hắn vô cùng kinh thế hãi tục, là dùng lực lượng của toàn thể lục đạo luân hồi để chấn áp hắn ta kìa. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, có thể đáng để điều động lực lượng của một cái lục đạo giới hoàn chỉnh để chấn áp, chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại cấp bậc thiên đế mà thôi. Một tôn phục khí cấp bậc thiên đế vẫn có tồn tại bậc này còn tại thế hay sao? Trong lòng Trung Nhạc lẩm bẩm, là trời không diệt phục khí thị ta sao? Người không giải được phong ấn này đâu. Thế nhưng Tân Hỏa đã tiếp tục nói, phong ấn của hắn là toàn bộ phương diện, toàn bộ phương vị. Hệ thống lục đạo luân hồi thật sự quá phức tạp, sợ rằng cho dù là thiên đế đích thân tới đây cũng không thể làm gì đại phong ấn này được. Có thể bày bố phong ấn bậc này, sợ rằng là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Đơn thuần một hai tồn tại đế cấp cũng không thể làm được. Ít nhất phải có một hai chục tôn tồn tại đế cấp đồng thời ra tay mới có thể phong ấn được hắn ta. Mục Tô Ca ở một bên quan sát Trung Nhạc đột nhiên hỏi, tiên sinh, sao tiên sinh lại xuất thần như vậy? Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hiện tại Mục Tô Ca đang ở bên cạnh của hắn, hắn cũng không tiện lấy hạt châu kia ra kiểm tra đạo phong ấn lục đạo luân hồi khủng bố này. Điện hạ có biết phù thứ bị dã nhân của vũ trụ cổ lão bắt giữ ở đâu không? Trung Nhạc hỏi. Ở thần thành thứ 6. Mục Tô Ca trầm giọng nói, nghe nói phù tử sư huynh vừa mới tiến vào thần thành thứ 6, vừa khéo đám dã nhân của vũ trụ cổ lão tấn công thần thành thứ 6, trăm vạn thần ma kể cả thành chủ của thần thành đều bị bắt làm tù binh. Đám dã nhân này to gan lớn mật, đã bán đi không ít thần ma của thần thành thứ 6. Cha ta ở trong vũ trụ cổ lão cũng có chút nhãn tuyến, dò xét khắp nơi, thế nhưng cũng không dò xét ra phù tử sư huynh đã bị bán tới nơi nào. Vậy chúng ta trước đi thần thành thứ 6, từ chỗ thần thành thứ 6 tiến vào vũ trụ cổ lão, tìm kiếm nơi hạ lạc của phù thứ. Trung Nhạc mỉm cười nói. Mục Tô Ca vội vàng lên tiếng, tiên sinh, chúng ta không phải là nên tìm kiếm hạ lạc của đám dã nhân kia trước sao? Lần này ta hạ giới cũng là phụng mệnh lệnh thiên đế hạ giới bình định đám dã nhân kia. Bọn chúng đã cướp sạch thần thành thứ 6, bắt đi trăm vạn thần ma của thiên đình, xem thành lô lệ bán ra ngoài, quét sạch mặt mũi của thiên đình. Lần này thiên đình lệnh cho hổ giao phiêu kỵ ta hạ giới chính là vì tiêu diệt đám dã nhân này, thay thiên đình vãn hồi mặt mũi. Hơn nữa đám dã nhân này đã bắt đi phù tử sư huynh, cũng phải lần theo manh mối từ trên người bọn họ trước kia mới có thể tìm được nơi hạ lạc của phù tử sư huynh. Trung Nhạc mỉm cười nói, hay là ta và ngươi chia nhau hành động đi, điện hạ đi tìm đám dã nhân kia, ta đi tìm phù tử. Mục Tô Ca thoáng chần chừ một chút, mỉm cười nói, tiên sinh nói đùa rồi, ta vẫn là đi theo tiên sinh, dù sao Yển Sư Thiên Vương vẫn đang ở phụ cận chờ đợi mai phục chúng ta. Tu vi của tiên sinh mặc dù không kém, thế nhưng sợ rằng chưa chắc đã là đối thủ của nàng ta. Hai người tốn hao thời gian 2 năm từ thần thành thứ 9 một đường truyền tống tới thần thành thứ 6. Vừa mới đi ra khỏi trận đài truyền tống, thân thể Trung Nhạc đã khẽ chấn động, trong cơ thể truyền ra đạo âm thanh thúy. Trong bối cảnh đạo nhất, một đạo văn lộ đồ đằng cuối cùng của tiên thiên dịch đạo đã hình thành. Đầu đại đạo tiên thiên này rốt cuộc cũng triệt để hình thành. Hắn 6 đầu đại đạo viên mãn, 6 đầu đại đạo tiên thiên thần, ma, âm, dương, lôi, dịch biến thành 6 đạo quang luân, được thần nhân bản cổ trong bối cảnh đạo nhất của hắn nâng lên, biến thành lục đạo luân hồi từ từ chuyển động. Khí tức Trung Nhạc chấn động, tự nhiên phá vỡ hàng rào cảnh giới, trực tiếp tu thành thiên thần, tiến vào cảnh giới tiên thần. Mục Tô Ca lập tức cảm giác được khí tức biến hóa của Trung Nhạc, cảm thấy tu vi pháp lực của Trung Nhạc đang điên cuồng để thăng lên, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lần này Trung Nhạc để thăng pháp lực cơ hồ đã tăng lên gấp đôi lần, tại trong cảnh giới thiên thần cũng có thể xem như là vô cùng thâm hậu. Đương nhiên
bản thân hắn là tạo vật chủ. Cho dù Trung Nhạc đã đột phá tới cảnh giới thiên thần, cũng còn kém cảnh giới tạo vật chủ cực xa. Thực lực của Trung Nhạc ở trước mặt hắn vẫn là không đủ nhìn. Bất quá, biên độ đề thăng lần này của Trung Nhạc quả thật đã khiến cho hắn chấn kinh. Thần minh bình thường đột phá tới cảnh giới thiên thần, tu vi đề thăng 2-3 thành đã coi như là không tệ. Đề thăng 5-6 thành chính là thiên tư của tạo vật chủ. Đề thăng 8-9 thành chính là thiên hạ hiếm có. Đề thăng gần gấp đôi, cơ hồ là có 1-0-2. Khó trách phụ thân lại xem trọng hắn như thế. Không hổ là tiên thiên thần chuyển thế mà, tiền đồ không thể hạn lượng. Mộc Tô Ca chắp tay mỉm cười nói: Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng tiên sinh. Tiên sinh, hiện tại chúng ta đã tới thần thành thứ 6. Nghĩ muốn do thám tin tức chỉ dựa vào hai chúng ta, sợ rằng không biết phải tới năm nào, tháng nào. Xem ra đã tới lúc hổ dao phiêu kỵ của ta phát ra công dụng rồi. Từ trong quang luân sau đầu của hắn, một vạn hổ dao phiêu kỵ nhau nhau bay ra. Mộc Tô Ca trầm giọng nói: Các người cải trang thành thám mã, tiến vào vũ trụ cổ lão, ẩn giấu thân phận thần ma tử vi, khắp nơi dò xét tin tức cho ta. 10 tôn thần hoàng, ma hoàng dẫn đầu nhất tề khom người nhận lệnh nói: Vâng, tuân mệnh. Một vạn hổ dao phiêu kỵ chia làm 10 đội, lập tức bay ra ngoài thần thành, tiến vào vũ trụ cổ lão, chia ra 4 phương 8 hướng. Trung Nhạc lắc đầu nói: Điện hạ, ngươi để cho bọn họ đi trước một bước, chỉ sợ là đã hại bọn họ rồi. Yển Sư Hy khẳng định vẫn đang gắt gao chú ý chúng ta. Một vạn hổ dao phiêu kỵ này của ngươi có thể có bao nhiêu người chạy thoát khỏi ma trưởng của nàng ta đấy? Mục Tô Ca mỉm cười nói: Tiên sinh, bọn họ tử thương một chút cũng không sao cả, vừa vạn thuận tiện cho chúng ta tránh né Yển Sư Hy. Đế hoàng gia đại đa số đều là hạng người vô tình. Mục Tô Ca muốn dùng tính mạng của một vạn hổ dao phiêu kỵ này dẫn dắt Yển Sư Hy rời đi sao? Trung Nhạc lắc đầu. Hắn vốn dĩ nghe nói Mục Tô Ca trạch tâm nhân hậu, hiện tại xem ra hơn phân nửa là Mục Tô Ca sai người tuyên dương chính mình mà thôi. Bản thân hắn cũng không phải thật sự trạch tâm nhân hậu. Một vạn thần ma mà chính mình gian gian khổ khổ mới huấn luyện được, nói hy sinh liền có thể hy sinh, tâm tính bực này sao có thể xưng là trạch tâm nhân hậu được đây? Chúng ta đi thôi. Trung Nhạc rời khỏi thần thành thứ 6, xuất phát tiến vào vũ trụ cổ lão. Mục Tô Ca lấy ra đồ đằng trụ, âm thầm cầu khấn một phen. Một lúc sau, hắn mỉm cười nói: Tiên sinh, đi theo ta, chúng ta đi tìm nhãn tuyến của phụ thần ta ở nơi này trước đã. Hai người một đường đi tới, đột nhiên Mục Tô Ca chợt mỉm cười nói: Yển Sư Hy quả nhiên đã đuổi theo những bộ hạ kia của ta, trí tuệ của nữ tử này hơi kém một chút à. Trong quang luân sau đầu của hắn lại bay ra mấy chục vạn thần ma. Mục Tô Ca phân phó: Các ngươi lập tức lần vào trong vũ trụ cổ lão dò xét tin tức, chỉ cần có được tin tức gì lập tức báo lại cho ta ngay. Mấy chục vạn thần ma xưng vâng nhao nhao bay đi.